cô xin mến chào các em. Các em hãy cùng cô vẽ một bức tranh với chủ đề Biển đảo Việt Nam. Và sau đây, các em hãy cùng quan sát gợi ý các bước vẽ tranh về biển đảo. Bước 1. Em xác định ranh giới giữa mặt biển và bầu trời, vẽ cảnh vật ở phía xa trước. Ở bước 2, em vẽ cảnh vật ở gần. Với bước 3, em lựa chọn màu vẽ cảnh vật ở phía xa trước. Ở bước 4, em vẽ màu cho cảnh vật ở gần và hoàn thiện màu cho bức tranh của mình nhé. Các em đã có ý tưởng cho bức tranh của mình chưa? Trong bức tranh của cô sẽ vẽ phía xa xa ngoài biển là những dãy núi màu xanh trùng trùng điệp điệp, cùng những đám mây trôi bóng bềnh trên bầu trời đầy nắng. Ở biển không chỉ có nắng vàng, có sóng biển xanh nhấp nhô, mà còn có những cánh buồm rực rỡ sắc màu nữa đấy. Ở phía cạnh gần hơn, cô còn vẽ cột mốc đánh dấu chủ quyền đảo Trường Sa là của Việt Nam và hình ảnh các bạn nhỏ đến thăm các chú bộ đội hải quân. Các em thân mến, cảnh đẹp trên đất nước mình thì vẽ mãi cũng không hết các em nhỉ. Nhưng khi vẽ về cảnh đẹp biển đảo Việt Nam lại cho cô thật nhiều cảm xúc. Thật tự hào là người con của đất Việt với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cô thấm cảm ơn mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh. Và nơi đây là vùng trời, vùng biển xa xôi của Tổ quốc, luôn có những chiến sĩ bộ đội hải quân đang ngày đêm canh gác, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Qua bức tranh, cô muốn gửi đến các em thông điệp: hãy luôn yêu quý, có ý thức giữ gìn và bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh mình. Học tập thật tốt để mai sau trở thành người có ích cho xã hội, cùng đóng góp một phần nhỏ sức lao động của mình cho Tổ quốc, để đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp hơn các em nhé. Cô xin chúc tất cả các em vẽ được một bức tranh thật là đẹp với chủ đề biển đảo Việt Nam.